Vâng, xin chào bạn. Thì lâu rồi mình không có làm video ha. Thì hôm nay mình làm video nói về cái mẫu baza của chúng ta. Thì mẫu baza thật ra lúc trước á, khi bạn mua à, tức là những cái clip đầu tiên á, khi bạn mua những sản phẩm đó thì cái kèn ba chân nó là kèn nhựa ha. Đó. Rồi khi chúng ta muốn thay số lùi thì chúng ta mới lên cái kèn kim loại để lên cái bộ số lùi được. Bởi vì kèn nhựa mình lên số lùi nó sẽ bị yếu, bị gãy liền. Đó. Tuy nhiên thì bây giờ á, mình đã lên cái kèn ba chân bằng kim loại cho các bạn hết rồi đó, cho nên là khi các bạn mua về chúng ta có sẵn kèn ba chân kim loại, muốn thay hộp số lùi chúng ta không cần phải mua cái kèn ba chân kim loại ha. Còn những nói chung là những khách hàng sau này á, thì là kèn ba chân bằng kim loại hết. Bạn nào mua về có thể kiểm tra ở đây nè, nó kèn bằng kim loại ha, và giá nó cũng không đổi luôn đó, nâng cấp lên cho các bạn. Ngoài cái việc nâng cấp tay cầm 300-500m thì mình lên kèn ba chân kim loại luôn hả. Rồi rồi, đối với những cái bạn mà muốn thay nhông truyền bằng kim loại luôn á thì chúng ta có thể đặt hàng ha. Ví dụ các bạn mua kèm theo xe thì giá nó 600.000, còn nếu các bạn mua rời nó là 650 ha, một cái nhông nhông truyền kim loại như thế này. Tuy nhiên á, thì nhông trong xe cái nhông truyền nó bằng nhựa thì nó cũng không ảnh hưởng gì, chạy vẫn ngon lành nha. À, mình chưa thấy khách nào bị hư cái nhông đó hết á. À, bởi vì mình chạy chạy xe bình thường không có đụng gì thì nó không có ảnh hưởng tới à, thậm chí có đụng đi nữa thì mình thấy cái nhông nó vẫn ok bình thường. Còn bạn nào mà thích cứng cáp gì thì chúng ta chơi nhông kim loại ha, thì nó nặng lắm, nhông kim loại nó nặng hơn nhông nhựa nhiều à, thì các bạn có thể mua loại nhông nhựa này, ủa nhông kim loại này hả. Còn những bạn nào mà kèn ba chân bằng nhựa à, trước đó à, trước đây lâu rồi đó, các bạn mua bằng nhựa thì các bạn muốn lên kim loại thì chúng ta vẫn có bộ kèn ba chân kim loại cho các bạn ha. Nó có gồm một cái kèn ba chân như thế này, kim loại và hai cái mặt đạn ha, ốc vít à, để chúng ta dẫn vào đó. À, thì mình có để cái đường link bên dưới á, bạn nào mà quan tâm à, thì chúng ta có thể click vào ha. Còn đây là những cái dòng baza, à, 3 chiếc 29cc, 1 chiếc 32cc, 32cc nhìn vô là biết liền, cái sườn này nó bằng kim loại ha, còn 29 là nó bằng nhựa. À, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì khi các bạn gặp sự cố hoặc các bạn có đụng gì á, thì nó chỉ cong cái phần ngoài đây thôi, nếu chúng ta đụng mạnh quá cong phần ngoài trước nè, đa số mình sửa cho khách thì bị đụng cong phần ngoài trước ha, à, mà lý do là à, đang chơi bạn thấy phái quá cho bạn mượn nên là bạn chơi bị đụng đó. Mà ba khách sửa thì mình thấy ba khách đều bạn bị đụng hết. Đó. Đó. Đó là cái mẫu xe của ta, hoặc nói chung bị đụng về nhà các bạn cũng có thể tự làm cũng được, tức là chúng ta đem ra ngoài cho người ta làm lại cái sườn cho nó giống như cái mẫu xe cũ á là được. Tuy nhiên á, thì các bạn cần phải có cái khung sườn mẫu ha. Đó. Còn nếu mà bạn hư, các bạn không biết sửa chữa thì các bạn đem qua bên mình có khung sườn mẫu, mình đem đi làm thì người ta sẽ làm cho nó ngay luôn. Chứ còn các bạn tự bẻ thì nó không có ngay, mà khi không có ngay đó chúng ta sẽ ráp cái cùm trước này không được ha. Đó. Nhưng muốn chỉnh thì chúng ta phải tháo nguyên dàn trước, tới cái phần bình xăng ta tháo ra hết, chúng ta đem ra ngoài cho người ta chỉnh lại cái phần sườn, bẻ lại ha. Đó. Còn các bạn không biết thì các bạn đem qua đây, bên mình làm cho các bạn hết luôn. Đó. Về phần máy thì các bạn có thể đặt hàng từ máy 26, 29, 45, 36cc ha, tùy cho các bạn, tùy các bạn lựa chọn. Chúng ta lên full kim loại hay gì á thì các bạn có thể đặt hàng. Thì bên mình báo giá, các bạn ok thì mình báo bên hãng người ta làm cho mình luôn. Đó. Rồi, thì video này mình chỉ chia sẻ cho các bạn là chúng ta có khi chúng ta mua về mẫu sản phẩm baza thì chúng ta sẽ được lên kèn ba chân kim loại mà giá không thay đổi. Thứ hai là lên tay cầm 300-500m. Và thứ ba là các bạn có thể mua nhông bằng kim loại ha. Nếu chúng ta thích chúng ta mua nhông kim loại luôn, à, còn không thì chơi nhông theo xe, nó không ảnh hưởng, nhông theo xe cũng tốt lắm chứ không phải là nhông dở hả. Rồi, và các bạn đừng quên like, share và subscribe
Video này thì mình sẽ có nhiều clip chia sẻ hoặc là những sản phẩm mới mình giới thiệu cho bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa, anh xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.